Đình Triệu, Kỳ Duyên San bằng thế trận trong tập 6 The Face Việt Nam 2023. Bước vào căn phòng loại, bộ đôi huấn luyện viên Minh Triệu, Kỳ Duyên đều rất khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng bởi có tới 4 thí sinh phải bước vào thời khắc sinh tử. Trải qua hơn nửa chặng đường trên hành trình chạm tới ngôi vị quán quân của The Face Việt Nam 2023, dàn thí sinh đã dần bộc lộ những kỹ năng, cả tính riêng biệt và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tối ngày 9 tháng 7, tập 6 chính thức được lên sóng đã dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi những tình tiết hấp dẫn và kịch tính đến từ thử thách treo ngược, đầy mạo hiểm. Đặc biệt, ấn tượng nhất là màn loại kép lần đầu tiên có trong lịch sử The Face Việt Nam do đội huấn luyện viên Minh Triệu, Kỳ Duyên cầm quyền. Tình tiết độc đáo này khiến sức nóng của cuộc cạnh tranh giành lấy tấm vé đi tiếp được đẩy lên đến đỉnh điểm bởi cục diện thay đổi ngoạn mục, số lượng thí sinh giữa ba đội cân bằng. Bước vào thử thách chính, chắc có lẽ là vì đội hình thi đấu đầu tiên. Team huấn luyện viên Anh Thư liên tục mắc lỗi và chật vật khi vừa phải đọc slogan trong trạng thái bị treo ngược vừa phải kiểm soát cơ mặt. Điểm gây tiếc nuối cho team của huấn luyện viên Anh Thư đó chính là Tú Anh, người có số điểm cao nhất tại vòng Masterclass lại có dấu hiệu thụt lùi. Trong phần thi Main Challenge đến mức cô nàng phải bật khóc khi cứ mãi, loay hoay mà quên mất thời gian còn lại chỉ vòn vẹn 30s cuối. Để các chiến binh của team mình lấy lại trạng thái tốt nhất khi thực hiện thử thách, huấn luyện viên Vũ Thu Phương đã liên tiếp động viên và trấn an để sốc tinh thần. Các thí sinh bởi sự tập trung cao độ là vô cùng cần thiết trong thử thách lần này. Không nằm ngoài dự đoán khi team huấn luyện viên Vũ Thu Phương được đánh giá là rất chuyên nghiệp trong việc có chủ đích khi bước vào set quay. Theo đó, các chiến binh team Phượng Hoàng Lửa đều chủ động tập trung rất cao độ nhằm lấy được những phân cảnh đắt giá mà nhãn hàng mong muốn từ thao tác. Tô son sao cho thời trang đến thử thách test độ bền màu của dòng son này. Vừa vướng phải khó khăn khi chạy đua với thời gian, vừa phải ở trong vị trí bị treo ngược quá lâu, cả ba thí sinh team huấn luyện viên Minh Triệu, Kỳ Duyên đều gặp tình trạng khó thở khiến cả trường quay được fan thót tim khi chứng kiến phần thực hiện thử thách vừa rồi. Điều đáng chú ý nhất chính là khi Thùy Dương liên tục khổ sở trong việc hít thở và thả lỏng, ngay lập tức cả hai chị Đại Anh Thư và Vũ Thu Phương đều rũ bỏ. Sự cạnh tranh giữa các đội mà trợ giúp hết mình để cô nàng có thể vượt qua được thử thách khó nhằn này. Cuối cùng bằng sự nỗ lực đến cùng, Thùy Dương là cái tên gây ấn tượng mạnh bởi độ chịu chơi khi dám thử độ kháng nước của son. Điều đó mang lại điểm cộng khá lớn cũng như được nhận xét là có sự thể hiện vượt mặt hẳn so với các thí sinh còn lại. Có thể nói đây là thử thách quá khó khăn đối với các thí sinh, thế nhưng điều đó cũng chính là thước đo giúp các vị huấn luyện viên tìm ra những ngôi sao với phần thể hiện bứt phá giới hạn trong phần thi lần này. Với số lượng thí sinh ít nhất, bộ đôi huấn luyện viên Minh Triệu, Kỳ Duyên bất ngờ mang về chiến thắng đầy ngoạn mục bởi sự thể hiện xuất chúng của Tuấn Ngọc khi toát lên tố chất của một ngôi sao. Tuấn Ngọc được nhận xét là toát lên thần thái của một ngôi sao. Thành Trầm được đánh giá cao khi thực hiện thử thách khó. Chưa dừng lại ở đó, MAC Cosmetics cũng dành cơ hội cho Thành Trầm, thí sinh có điểm số thấp nhất tại vòng Masterclass nhưng lại có bước nhảy vọt vô cùng. Đột phá chỉ trong thời gian ngắn để chiếm lấy số điểm cao nhất trong thử thách chính. Theo đó, cả hai chiến binh xuất sắc nhất trong tập 6 sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng giá trị chính là thực hiện bộ ảnh cùng dòng son của hãng. Đồng thời dùng những hình ảnh đó để quảng bá trên tất cả các phương tiện truyền thông của MAC Cosmetics tại Việt Nam. Bước vào căn phòng loại, bộ đôi huấn luyện viên Minh Triệu, Kỳ Duyên đều rất khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng bởi có tới 4 thí sinh phải bước vào thời khắc sinh tử. Theo đó, cả 4 thí sinh Xuân Hạnh, Minh Toại, Thu Huyền và Tuấn Anh lần lượt được chia thành hai đội ngẫu nhiên, cùng nhau vượt qua hai thử thách sinh tồn chính là thực hiện sản phẩm viral clip và khả năng phản biện theo chủ đề. Cuối cùng, bỏ qua mọi tư thủ cá nhân, bộ đôi huấn luyện viên Minh Triệu, Kỳ Duyên vẫn rất công tâm khi cho rằng Minh Toại và Xuân Hạnh là hai cái tên xứng đáng tiếp tục cuộc hành trình. Bởi có phần thể hiện, tiến bộ vượt trội từng ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc Tuấn Anh, đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương, và Thu Huyền, đội huấn luyện viên Anh Thư, là hai thí sinh phải rời khỏi cuộc chơi. The Face Việt Nam 2023. Dàn huấn luyện viên The Face Việt Nam 2023. Giờ đây, thế trận đã thật sự được sang bằng với số lượng thành viên của mỗi đội đều ngang bằng nhau. Chắc chắn chặng đường đua phía trước sẽ thật sự cam go và quyết liệt hơn bao giờ hết. Có mặt tại căn phòng chờ với không khí hồi hộp và căng thẳng. Bộ đôi huấn luyện viên Minh Triệu, Kỳ Duyên đã đưa hai thí sinh về lại với đội của mình, đồng thời huấn luyện viên Minh Triệu cũng nhấn mạnh thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên ngày hôm nay bọn em có mặt trong vòng loại kép để mình có thể restart lại cuộc thi một cách công bằng nhất. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, cuộc đua mới thật sự bắt đầu khi cục diện đã hoàn toàn cân bằng về cả chất lượng lẫn số lượng các chiến binh. Chiếm thế thượng phong trong thử thách vừa rồi, huấn luyện viên Kỳ Duyên cũng đưa ra lời tham chiến đầy mạnh mẽ. The Face Chapter 1 đã kết thúc và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với Chapter 2, dự là trận chiến sẽ thật sự bùng nổ trong những tập tiếp theo. Niềm vui của team giành chiến thắng.
cuộc chiến ngày càng khốc liệt hơn khi số lượng thành viên của các team đã trở về với tỷ số cân bằng tuyệt đối. Thế trận đã thật sự xoay chuyển, nếu các chiến binh mong muốn bảo toàn mạng sống thì buộc phải ra sức chứng minh bản lĩnh của bản thân một cách vượt bậc. Ngược lại sẽ bị loại trừ ngay tức khắc trước đường đua chạy nước rút. Liệu rằng sau khi cân bằng cục diện cuộc chiến sẽ khắc nghiệt như thế nào? Đội hình nào sẽ xông pha chiếm thế thượng phong trong tập phát sóng tiếp theo? Tất cả sẽ có trong tập 7 vào lúc 20:30 Chủ nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2023 trên kênh VTV9.